Truyện tranh xưa tập 3 Thằng Nhóc. Tác giả họa sĩ Phan Mi. Cô giáo Lan nhìn lại lần nữa địa chỉ ghi trên tờ giấy nhỏ rồi gọi cửa. Một lát sau cánh cửa hé mở và một người đàn bà bước ra. Chị tìm ai? Chào chị, tôi là Lan, cô giáo phụ trách lớp của em Long. Người đàn bà cô giáo đoán là má của Long, nhìn cô bằng cặp mắt không mấy thân thiện. Mời vào. Cô Lan theo bà vào nhà, vừa ngồi xuống ghế bà ta hỏi ngay. Cái thằng quỷ sống ấy đã gây ra chuyện gì thế cô giáo? Thưa bà, tôi đến đây là để báo cho gia đình được biết. Gần đây em Long học tập rất kém, lại còn thường hay bỏ học nữa. Mong rằng gia đình sẽ cùng kết hợp với nhà trường để kịp thời giúp đỡ cho em đi học tốt trở lại. Không ngờ người đàn bà nọ chỉ cười rồi nói, đúng là cái thứ, cho nó ăn học đàng hoàng không biết lo. Nó đã không muốn học nữa, cô cứ đuổi quách nó đi. Quá bất ngờ trước thái độ của người đàn bà, cô giáo Lan lúng túng. Nhưng lúc trước em Long là một học sinh khá nhất lớp, hạnh kiểm đạo đức đều tốt cả. Cả thời gian gần đây em mới có triệu chứng tụt dốc nhanh như vậy. Chúng tôi nghĩ chắc là có việc gì đó bên ngoài tác động, làm ảnh hưởng đến tinh thần của em ấy nên... Thôi được rồi, cảm ơn cô đã có lòng tốt đến báo cho chúng tôi biết. Tôi sẽ nói lại với chồng tôi sau. Nhưng nếu nó còn tái phạm, cô cứ việc cho nó nghỉ đi, khỏi mắc công cô phải bận tâm. Cô giáo Lan ngỡ ngàng đứng lên chào ra về. Xin lỗi vì đã làm rộn bà, xin chào. Người đàn bà tiễn cô ra cửa. Phiền cô quá, hy vọng nó sẽ không làm buồn lòng cô nữa. Cô Lan dắt xe ra đầu hẻm, lòng cứ mãi lạ lùng về người mẹ của đứa học trò mình. Mình vào quán nước này chờ một lát xem có gặp được em Long không. Cô Lan vào quán gọi ly nước uống rồi ngồi chờ một hồi lâu. Thằng bé hư thật, đã trễ quá rồi mà nó vẫn chưa về nhà. Chị chủ quán thấy cô cứ thấp thỏm chờ đợi mãi, liền lần là đến hỏi chuyện. Chị đang chờ đợi ai phải không? Dạ đúng, tôi đang đợi thằng bé học trò của tôi. À, ra là cô giáo. Cô đợi thằng Long phải không? Lúc nãy tôi thấy cô từ trong nhà của nó đi ra mà. Đúng vậy. Phải, tôi vừa ở trong nhà ấy ra. Thật là kỳ lạ. Hình như ba má của Long chẳng hề quan tâm tới con mình một chút nào. À, tại cô không biết đó thôi. Bà ấy là Hoa. Vĩ không phải là má ruột của thằng Long nên bà ấy không quan tâm đến thằng bé là phải thôi. Vậy là... Bà ấy là dì ghẻ của nó. Ở đây không ai ưa bà ta, cũng vì bà ta mà cả gia đình hạnh phúc ấy tàn nát. Thì ra là vậy. Chị chủ quán vui miệng kể. Phải, ngày trước gia đình của thằng bé quả thật hạnh phúc, cho đến khi con mụ Hoa xuất hiện. Bà ta đã tìm cách quyến rũ anh Tư, bà của thằng Long. Vốn là người dễ tiền, anh ta sa vào bẫy của mụ đàn bà xảo quyệt ấy. Chuyện đổ vỡ, anh và chị Tư gay gổ với nhau luôn. Trong nhà suốt ngày cứ vọng ra tiếng cãi vã. Cho đến một hôm, sau một trận to tiếng quyết liệt với nhau, hai vợ chồng đã sinh ra ẩu đả. Người hàng xóm chỉ nghe tiếng chị Tư thét to và ôm vết thương trên trán chạy băng ra khỏi nhà. Lúc ấy thằng Long vừa đi học về đến nhà. Thằng bé đau đớn nhìn thấy thảm cảnh trong gia đình vừa xảy ra. Chị Tư đã bỏ nhà đi luôn, không trở về nữa. Anh Tư cũng chẳng thèm tìm. Anh công khai rước mụ đàn bà kia về ở hẳn trong nhà. Tội nghiệp thằng Long, từ ngày ấy nó bơ vơ một mình. Đã mất đi má, nay còn ba cũng chẳng thèm để ý gì đến nó. Má ơi! Từ ngày có dì Hoa ở, cuộc sống của nó khác hẳn. Chỉ nghe toàn những lời chành chùa hằn học của người đàn bà ấy. Nó không còn xem gia đình là một tổ ấm nữa. suốt ngày cứ rong chơi ngoài phố. Nó không thích về nhà cũng phải, vì không ai quan tâm là còn luôn ném những trận đòn thừa sống thiếu chết do mụ dì ghẻ ban cho. Những lúc bị đòn oan, nó chạy đến mong được sự bên vực che chở của ba, nhưng người cha vô tâm này đã bỏ mặc con mình. Long không còn chăm ngoan như ngày nào nữa, suốt ngày lang thang đầu đường góc chợ, lắm lúc hàng xóm thấy nó ngồi khóc một mình trong xó tối. Hù hù, má ơi, má đi đâu rồi? Nó không thiết gì đến việc học hành nữa. Má ơi, con phải tìm cho được má. Kể đến đó, chị chủ quán chép miệng thở dài. Tôi nghĩ thằng nhỏ nó bị sa sút tinh thần lắm. Hồi trước nó hiền khô, bây giờ thì lầm lì, dễ sợ lắm. Còn nít trong xóm ít đứa nào dám chơi với nó nữa. Chà, thì ra là như vậy. Thật tội nghiệp cho thằng bé. Cô Lan chào chị chủ quán rồi lên xe ra về, lòng ngổn ngang trăm mối. Mình phải làm gì để giúp cho em ấy? Cùng lúc ấy, trên một con đường phố vắng. Má ơi, má đi đâu rồi? Má không thương con nữa sao? Má đành bỏ con, má ơi. Con nhớ má lắm, chỉ có má mới thương con thôi. Má không bỏ con đâu, má. Binh. Một quả banh từ đâu bay vào, tối cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu. Thằng Long bỗng nổi cáu. Cút đi, binh. Một thằng bé chạy tới. Banh của em mà, anh trả lại cho em. Cái gì? Mày muốn chết hay sao mà dám chọc tới ông hả? Hả? À. Vừa lúc đó, Long, em làm gì vậy hả? Ủa, cô giáo, buông em nhỏ ấy ra nào. Cô giáo làng bước tới, lượm quả banh lên. Sao lại đối xử với một em bé như vậy? Banh của em nè, em bé đem về nhà mà chơi, đừng chơi banh ở ngoài đường, nguy hiểm lắm. Thôi em về đi. Hai đứa bé mừng rỡ, ôm banh chạy đi, các tiếng đùa giỡn vang trên đường phố. Em thấy không, chúng nó thật vô tư, dễ thương. Nó chỉ đáng em của em thôi, phải thương chúng, đừng đối xử với chúng như vậy nữa nhé. Em ngoan lắm mà, hứa với cô đi Long nhé. Bàn tay mềm mại của cô giáo vuốt nhẹ trên tóc Long. Long sung sướng như má đang vuốt ve cho nó. Xin lỗi cô, em không làm vậy nữa. Cô Lan dẫn Long vào một quán nước bên đường. Vào đây uống ly nước mát đã, em nghỉ học làm cho cô lo quá. Cô vừa đến nhà em, cô đã hiểu mọi việc. Cô sẽ tìm gặp ba em khuyên ông ấy. Nhưng em hãy cố gắng học hành, đừng nghĩ nữa. Làm như thế là em tự đánh mất tương lai của mình sau này thôi. Người khổ sẽ là em hiểu không? Cô ơi, em xin hứa. Hít. Lát sau cô giáo ra về, Long đứng nhìn theo bằng ánh mắt tình yêu. Cô giáo cũng hiền dịu giống y như má vậy. Long cúi đầu làm đuổi trên đường trở về nhà. Mình sẽ đi học trở lại rồi tìm má sau. Má sẽ không bỏ rơi mình đâu. Sáng hôm sau, bạn Long kìa, chiều đi học lại rồi hả? Đừng nghỉ nữa nha. Vốn là một học sinh giỏi, Long ôn lại bài, bắt theo kịp các bạn cùng lớp không mấy khó. Cô giáo Lan vui mừng lắm. Giỏi lắm, em đã không phụ lòng tin của cô đối với em. Được cô khen, Long vui mừng lắm. Nhưng mỗi ngày về nhà, thằng bé lại gặp bà dì ghẻ ác độc. Hừ, lại đi học rồi à? Sao không nghỉ luôn đi, ra phố chơi cho sướng. Long lại buồn chán và lại lang thang trên phố. Cứ về tới nhà là lại nghe mắng với chửi. Bà ấy không biết nói lời dịu ngọt như má, như cô giáo sao? Vậy mà ba lại, mình không hiểu nổi. Hôm ấy, Long đang lang thang trên phố suy nghĩ vẩn vơ thì bình. Ôi da, cũng lại là cái thằng nhóc con này. Xin lỗi em không cố ý. Thôi chết rồi, quả banh bị rơi xuống mương nước, làm sao lấy? Anh ơi, anh đừng giận, làm ơn giúp cho em với nha. Lại còn nhờ vả nữa. Và thật là bất ngờ, Long không nói một lời leo xuống mương nước, với tay lấy quả banh rồi trả lại cho thằng bé. Cô giáo đã dặn đừng cho banh ngoài đường, nguy hiểm lắm mà không nghe. Cảm ơn anh lắm. Long lại lủi thủi bỏ đi. Chợt, anh Long ơi, anh định đi đâu vậy? Anh đang nhớ má phải không? Nhóc con, sao em biết? Má anh cũng thương anh lắm đó. Em hay thấy bà ấy ngồi khóc một mình. Sao em biết là má của anh? Ở đâu hả? Bà thường khóc và gọi Long ơi, con cưng của má ơi, hu hu. Anh muốn tìm thì đến dãy phố trước chợ. Long mừng quá phóng đi ngay. Quay nữa, cảm ơn em nha. Không cần đâu, coi chừng vấp té đó. Thằng nhóc này mình không quen biết, sao nó biết rành về mình quá vậy? Long ngạc nhiên quay lại định hỏi thằng bé điều gì đó, nhưng ủa, mới đó đâu rồi? Không thấy thằng bé đâu. Long lại tiếp tục chạy ra phía chợ. Nó nói là dãy phố ở trước chợ. Là khu vực này đây. Sao không thấy má đâu? Mình cứ ở đây đợi xem, lạy trời cho con gặp má. Long rảo bước đi qua đi lại trước chợ cả giờ liền, vẫn không thấy má đâu cả. Hay là mình đã bị thằng nhóc con đó gạt rồi. Đúng rồi, nó gạt mình để trả thù lần trước mình hù nó, nhưng mình đã lượm banh để giải hòa với nó rồi mà. Sao nó nỡ gạt mình cho đành chứ? Ủa, bà gánh nước kia dáng trông quen quá. Vì quá xa nhìn không thấy rõ mặt người đó, nó lật đật chạy theo. Má! Người đàn bà gánh nước quẹo vào một ngõ nhà, lát sau trở ra. Trả tiền gánh nước cho chị nè, chị Tư. Cảm ơn bà chủ. Chị Tư quải gánh với đôi thùng không quay trở ra. Thằng Long chạy vội đến. Má! Con! Chị Tư bỏ ngay đôi thùng không xuống đất, ôm chầm lấy con. Má nhớ con quá, nhưng không thể về đó được. Không sao cho hết nỗi vui mừng của hai mẹ con họ. Cả hai ngồi bệt xuống vỉa hè, kể nhau nghe bao nỗi nhớ mong. Sau đó, con giữ tiền này để dành ăn quà dần. Mỗi ngày vào giờ này con nhớ đến thăm má nghe. Chị Tư lại quải gánh lủi thủi đi, khuất mình sau ngõ tối. Tội cho má quá, phải đi gánh nước mướn cho người ta, thật là cực khổ. Tiền này là kết quả từ những giọt mồ hôi của má, mình không đành lòng nào xài đi. Mình sẽ cất giữ nó để dành cho má dùng khi nào túng quẫn. Từ đó trở đi, ngày nào hai mẹ con cũng gặp nhau ở góc vỉa hè. Chị Tư ngày ngày chắc chiêu cho con, khi cái bánh, lúc thì củ khoai luộc cho con được vui. Lòng sung sướng trong tình thương yêu của má nơi góc phố. Cho đến một hôm, nó trở về nhà buồn hiu vì hôm ấy không gặp má. Thằng quỷ sống, tao nào phải còn ở mà ngày nào cũng phải lo chừa cơm cho mày hả? Long lủi thủi ra sau bếp luộc cơm ăn. Không biết có chuyện gì mà hôm nay không gặp được má, mình lo quá. Mãi lo suy nghĩ, Long trượt trượt chân làm rơi cả tô canh xuống nền gạch bồng bể nát. Á! Liền khi đó, thằng mất dạy, mới nói động tới mày mà mày đã cả gan đập đồ của bà cho đã hả? Là trận mưa rồi mày liên tiếp giáng xuống người Long. Thằng bé cắn răng chịu đòn, không dám kêu la, sợ ba nó nghe thấy. Má ơi, cho mày chết nè. Đánh đến lúc mỏi tay, mụ dì ghẻ mới chịu dừng tay. Thấy thằng bé không hề kêu la, chỉ tấm tức khóc, mụ ta càng thêm giận dữ. Đúng là đồ lì lợm, giống y như con mẹ của mày. Không được nói xấu má của tôi. Chà chả, dám đặt nổ với bà hả con? Mụ Hòa cáu tiết chụp chiếc lọ sứ bên cạnh. Mất dạy, bốp! Lòng thét lên đau đớn. Chợt thấy trời đất tối sầm lại. Nó chới với chụp trúng cái tủ đựng đồ ăn, cả người nó quỳ xuống. Cả chiếc tủ không chịu nổi sức nặng của thằng bé cũng ngã sầm xuống nền gạch. Đồ đạc trong tủ đổ vỡ tan tành cả. Ôi! Nghe tiếng động ầm ĩ, anh Tư mới chạy xuống thấy thằng con nằm ngất xỉu, vết roi bầm tím khắp mình. Chuyện gì thế này? Ông xem thằng con trời đánh của ông kìa, nó động một tiếng nó đập cả đồ đạc, còn nằm lăn ra đó ăn vạ nữa. Khuya hôm đó, Long tỉnh lại với miếng vải băng quanh đầu, nó tức tưởi khóc. Má ơi, hu hu, không ai thương con cả, hu hu, má ở đâu rồi má ơi. Đến sáng, từ nay mày nghỉ học đi, vài hôm nữa tao sẽ đưa về nội ở, đi cho khuất mắt. Ba ơi, con không muốn nghỉ học, con không về nội đâu ba. Câm miệng, không được cái. Bà nó đóng cửa bỏ đi mất. Lòng ra sau hè ngồi ôm mặt khóc một mình. Hu hu, cả bà cũng muốn bỏ mặt mình nữa. Hu hu. Không nuôi con thì thôi, con còn có má, con không bỏ má, con không về nội đâu, không đâu, không. Thằng bé phóng chạy khỏi nhà. Không. Đến chỗ vỉa hè thường gặp má, Lòng đứng đợi mãi. Hu hu, má cũng bỏ con luôn rồi sao? Bỗng, bắt nó lại, anh Long ơi, bắt nó lại giúp em coi. Bắt nó lại đi, nó chạy mất bây giờ. Lúc nào cũng gặp thằng này. Thấy quả banh lăn ngay trước mặt, Long tiện tay chụp lấy. Nhưng quả banh vụt khỏi tay Long, lăn ra ngay trước mặt. Long tức quá lại nhảy theo chụp lần nữa. Lại hụt rồi, tức ơi là tức. Cứ thế Long đuổi theo nó một hồi lâu. Chẳng lẽ tao chịu thua mày hả, đồ mắc dịch. Hay lắm, nó chui vào ngôi nhà kia. Nhà của ai mà coi bộ nghèo quá. Long chần chừ rồi lao theo vào trong nhà. Nó chợt sững sờ. Má, má. Long mừng rỡ kêu lên, nhưng chị Tư vẫn nằm im trên giường mê man. Má ơi, má. Nóng quá chừng, má bị sốt rồi, làm sao có tiền mua thuốc cho má luống đây. Anh Long ơi, lấy quả banh giúp em đi. Lại quả banh. Kia kìa, nó ngồi trên cái kệ kia. Long bắt ghế lẹo lẹn lấy quả banh giao cho thằng nhóc. Cái gì rớt vậy? Một cái hộp thiếc. Chà, trong hộp có nhiều tiền quá. Tiền chắc là tiền của má để dành. À, có tiền mua thuốc. Long mừng quá chụp lấy mớ tiền trong hộp. Ê, trông chừng má anh một lát nha, anh mua thuốc. Long chạy đến một hiệu thuốc tây. Má cháu bị sốt cao, bác bán thuốc cho má cháu. Chờ chút cậu bé. Lát sau, Long cầm thuốc chạy về nhà cho má uống. Lại trời cho má mình khỏi bệnh. Tỉnh rồi. Chị Tư tỉnh lại nhìn thấy con thì giật mình. Sao con ở đây? Trời ơi, con bị sao mà bầm tím tay chân đầu vây. Long vừa mừng vừa tủi, rơi nước mắt kể lại chuyện xảy ra cho má nghe. Chị Tư nghe xong thở dài buồn bã. Bà của con thật là tệ quá, con mình mà cũng không xong. Má rất muốn đem con về ở với má, nhưng con xem cảnh nhà thì biết khổ sở lắm. Ngày hay buổi còn chưa xong, hôm nào mưa thì coi như nằm nhà chịu trận. Thà con chịu cực mà má con mình có nhau. Như hôm nay má bị bệnh, không ai lo chăm sóc cho má cả. Lỡ có bề nào con sống với ai đây? Nhưng biết bà của con có chịu không? Bà không tìm con đâu, má đừng có lo. Quả vậy, chắc nó đi theo má nó ở rồi. Càng tốt, tội khỏi phải mỏi miệng. Từ đó đêm đêm, người ta thấy có một thằng bé rảo bước khắp nơi với thúng bánh đội trên đầu. Bánh mì nóng giòn đây, ai mua hôn? Đó không ai khác, chính là Long. Cậu bé quyết định vừa đi học vừa đi bán để giúp má. À, bạn Long. Lúc đầu còn chưa quen, Long thấy xấu hổ khi gặp bạn quen. Mưa hả? Ừ. Nhưng lâu dần cậu bé cũng quen và dạn dĩ trong việc buôn bán. mùa đầu cũng vậy, hai bạn mua giúp mình, cảm ơn. Nói nghe tội quá, bán hai ổ đi ông. Lúc đó chị Tư cũng đã quen với gánh xôi đậu, khỏi phải gánh nước mướn cực khổ. Một đêm, bán cho một ổ nhỏ đi. Nãy giờ ế lại gặp mối mua ổ nhỏ, quê thiệt. Không có ổ nhỏ, ổ bự không hà. Ủa thằng nhóc, có gì lạ sao? Mua mà không bán mới là chuyện lạ đó. Thôi được, hôm trước cũng nhờ quả banh của em, anh tìm gặp má anh. Vậy hôm nay anh thưởng cho quả banh một ổ, khỏi lấy tiền, em ăn giùm nó đi nha. À, không thể nào từ chối được. Thằng bé cầm ổ bánh mì ăn ngon lành. Chà, giờ này mà anh còn cả đống thấy ớn, biết chừng nào mới bán hết được. Cùng lắm thì tới sáng cũng phải hết thôi, hi hi. Thôi được, anh biếu em ổ bánh, em sẽ trả lẻ. Em biết chỗ này bán được lắm, theo em. Thiệt hả? Thằng bé giãn lòng đi một lúc. Trong này là một phần xưởng không biết làm cái gì mà đêm nào họ cũng cho thợ ăn dặm giữa ca. Họ ưa ăn bánh mì lắm. Chờ em một chút nha, để em quảng cáo mặt hàng cho. Bánh mì nóng giòn đây. To mồm quá. Ngày sau đó, ê, hai thằng nhóc, bán bánh mì hả? Dạ nóng giòn, mua đi chú. Mày thật, hôm nay mỗi bánh của tụi chú nghỉ, tưởng phải nhịn đói rồi chứ. Mày gặp em đó. Một chú công nhân chạy ra. Em còn bao nhiêu, bà chủ mua hết giúp em đó. Sau đó, may thiệt, bà chủ này quá sộp, dặn mày tới bán nữa, hi hi, trúng mối. Ủa thằng nhóc đi đâu mất rồi kìa. Cũng lạ thật nha, lần nào gặp nó mình cũng gặp hên không hà. Càng về khuya, trời càng thêm lạnh lẽo. Lòng co ro ôm chiếc thúng không bước nhanh trên đường. Không biết rằng trong nhà ấy, bà chủ xưởng đang dõi mắt nhìn theo. Tội nghiệp. Hôm tan học, Long đang rảo bước trên đường về thì cô giáo làng chạy xe theo. Long à, cho cô gửi cái này. Cô dừng xe lại, dưới vào tay Long một gói to. Quà của cô cho em đó. Cô ơi. Long ngạc nhiên đi vội về tới nhà, liền mở ra xem. Hai cái áo ấm và một mảnh giấy. Thấy em đi bán lộn ngồi trời lạnh không có áo ấm, cô thương lắm nên đang cho em một cái và má em một cái để có mặt trong mùa lạnh đó. Khỏi cảm ơn cô, em cố giúp má và học giỏi là cô vui lắm rồi. Long ôm cái áo vào lòng. Cô tốt với em quá, em hứa sẽ vâng lời cô dạy. Một hôm đi học về, Long chạy vào tìm má. Con ghé lại thăm nhà cũ, mới hay bà đã bán nhà bỏ đi chỗ khác ở với dì Hoa rồi. Chị Tư thở dài. Bà con là người dễ tiền, còn bà ta lại hiểm độc, e rằng rồi có ngày bà con sẽ khổ vì bà ta. Thời gian trôi qua nhanh, hai mẹ con chị Tư cùng táo tận đùm bọc lẫn nhau, nhờ chắc chiêu dành dụm, hai mẹ con cũng đỡ phần vất vả hơn. Nhờ thằng nhóc dẫn mình tới đây bắt được mối này, mình bán được khá hơn, cũng đỡ khổ. Một hôm, như thường lệ, Long đem bánh tới bán ở phần xưởng cơ khí. Ê nhóc, bà chủ cần gặp em đó, theo anh. Hay quá, đã lâu mình cũng chưa biết mặt bà chủ tốt bụng này ra sao cả, không biết có việc gì. Long bước vào phòng của bà chủ. Là cô. Ừ, cô đây, bộ lạ lắm sao. Thì ra bấy lâu nay cô đã giúp em ăn ơn cô nhiều quá. Có đáng gì đâu. Hôm nay cô gọi em vào đây là có việc này. Có một người muốn giúp cho hai má con em một ít vốn làm ăn. Họ không muốn ra mặt nên nhờ cô đưa giúp. Em nhận đi, không phải của cô đâu. Lòng ngạc nhiên vô cùng, nhưng cậu bé nhất quyết không nhận. Ai mà tốt với em quá vậy, em muốn được gặp ngược người đó. Thôi được rồi, trước sau gì thì em cũng gặp. Là người này. Ba. Phải, chính là ba của em đó. Ông ấy mới vào làm ít lâu. Người đàn bà nọ đã lừa hết tiền bạc rồi cuốn gói trốn mất. Bây giờ ông hối hận lắm. Bà thật không xứng đáng với con và má con. Bà không mong gì cả, chỉ muốn kiếm ít tiền giúp đỡ cho hai má con được bớt phần vất vả. Không cần đâu, dù nghèo con và má vẫn tự sống được, không cần. Con ơi! Lòng chạy đến khi mệt lả mới dừng lại dưới một gốc cây. Hu hu hu. Dù sao đó cũng là ba ruột của anh mà. Ai sống ở trên đời mà không có lỗi, quan trọng là có biết hối lỗi hay không. Chẳng lẽ anh để cho hai người lớn sống cô đơn đến hết cuộc đời, và anh sẽ là đứa trẻ không cha? Phải rồi. Long vội về nhà kể lại cho má nghe. Chị Tư thở dài. Ổng bị như vậy là đáng lắm, nhưng dù sao cũng là cha của con, cũng nên cho một cơ hội để ông ấy chuộc tội. Má không muốn con mang tiếng là không có cha. Thế là sau đó, tôi hứa sẽ không tái phạm nữa và lo cho mẹ con bà đàng hoàng, có cô giáo làng làm chứng. Con mừng quá, chỉ mong sao gia đình mình dù nghèo nhưng được hạnh phúc mãi mãi. Gia đình mình được đoàn tụ như ngày hôm nay cũng nhờ thằng nhóc kỳ lạ đó nhiều lắm. Không biết nó là ai, ở đâu. Đêm hôm đó, Long mơ thấy một bà tiên thật đẹp. Con đã hiểu rồi chứ, chú bé đó chính do ta hóa thần để giúp cho con đó. Cảm ơn nữ hoàng bướm đã giúp đỡ cho con.